Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Truyền hình Nhân dân. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris thăm chính thức Việt Nam. Quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục duy trì đà phát triển. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, Đại tướng của Nhân dân. 80 triệu người châu Á lâm vào cảnh nghèo cùng cực do Covid-19. Thưa quý vị, tối qua ngày 24 tháng 8, chuyên cơ không lực 2 chở Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. Bà Harris sẽ thăm Việt Nam từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 8, theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Trong bối cảnh dịch COVID-19, Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục duy trì các hình thức trao đổi, điện đàm ở các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và xử lý các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Chuyến thăm cũng góp phần tăng cường quan hệ và mở rộng hợp tác kinh tế giữa Washington và các đối tác quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, bà Harris dự kiến sẽ có các cuộc gặp với các lãnh đạo, trong đó có cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, bàn về tình hình đại dịch COVID-19 cũng như các vấn đề về an ninh khu vực và hợp tác kinh tế. Ngoài ra, bà Harris dự kiến sẽ tham dự lễ khánh thành văn phòng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Hoa Kỳ tại Hà Nội. Chuyến thăm Việt Nam của bà Kamala Harris nằm trong chuỗi công du đầu tiên tới Đông Nam Á từ khi bà nhậm chức Phó Tổng thống Hoa Kỳ. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực nhờ nền tảng quan hệ đã được hai bên gây dựng vun đắp trong 26 năm qua trên tất cả các lĩnh vực, ở ba bình diện song phương, khu vực và quốc tế. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục duy trì các hình thức trao đổi, điện đàm ở các cấp nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước và xử lý các vấn đề hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là vấn đề về thương mại. Đây là cái thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Các cái doanh nghiệp của Mỹ làm ăn ở đây cũng rất cần Việt Nam phòng chống dịch, cho nên họ trên thực tế họ đang chung tay với chính phủ để cùng làm cái chuyện phòng chống dịch. Hợp tác quốc phòng an ninh cơ bản duy trì đà phát triển. Hợp tác nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh được ưu tiên cao. Trong đó, chính quyền và Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục tăng ngân sách cho dự án tẩy độc sân bay Biên Hòa, hỗ trợ người khuyết tật ở các vùng bị nhiễm độc dioxin, viện trợ cho các dự án giả phá bom mìn. Cũng là thể hiện cái sự quan tâm cũng như trách nhiệm của cả hai phía, đặc biệt của Hoa Kỳ đối với những cái gì đã xảy ra trong quá khứ để mang lại những cái bình yên thật sự cho nhân dân. Đấy. Hợp tác y tế là điểm sáng của quan hệ hai nước từ năm 2020 đến nay. Hai bên thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực y tế và ứng phó với đại dịch COVID-19, đặc biệt trong việc hỗ trợ lẫn nhau về trang thiết bị y tế, tiếp cận vaccine, chia sẻ kinh nghiệm trong phòng chống dịch bệnh và bảo hộ công dân. Mỹ đã giúp cho Việt Nam viện trợ không cho không 5 triệu liều vaccine, giúp cho Việt Nam 20,9 triệu đô la Mỹ trong cái hỗ trợ về phòng chống dịch bệnh, cùng đi với đó là hỗ trợ kỹ thuật và các cái trang thiết bị vật tư y tế. Hai bên tiếp tục chia sẻ nhiều cái điểm tương đồng về lợi ích và vẫn tiếp tục đối thoại để giải quyết những cái vấn đề còn khác biệt. Chúng ta hoan nghênh việc Hoa Kỳ tiếp tục đóng một cái vai trò tích cực vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Trong thời gian ở thăm Việt Nam, bà Harris dự kiến sẽ có các cuộc gặp với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, trong đó có cuộc hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình hình đại dịch COVID-19 cũng như các vấn đề an ninh khu vực và hợp tác quốc tế. Ngoài ra, bà Harris dự kiến sẽ tham dự lễ khánh thành văn phòng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ tại Hà Nội. Đây là văn phòng khu vực của CDC Mỹ tại Đông Nam Á nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến bệnh truyền nhiễm. Đông Nam Á đang nổi lên là một ưu tiên trong chính sách của Mỹ với hàng loạt chuyến thăm của các nhà lãnh đạo cao cấp. Trước chuyến công du của bà Harris lần này, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng liên tiếp có các chuyến thăm tới các quốc gia Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Campuchia, Thái Lan, Việt Nam.
Quan hệ thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ đang có đà tăng trưởng tốt, vượt qua con số 90 tỷ đô la Mỹ và đang hướng tới 100 tỷ đô la. Mỹ cũng là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam. Chuyến thăm chính thức đầu tiên của Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris tới Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trên nền tảng quan hệ đã được hai bên xây dựng và được kỳ vọng nâng tầm mối quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế giữa hai quốc gia. Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ tiếp tục tăng trưởng ấn tượng, đạt 62,5 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng đầu năm 2021. Nhiều cơ hội hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước tiếp tục được đẩy mạnh. Một trong những việc quan trọng chúng tôi làm là AmCham sẽ hợp tác với VCCI để đem đến cơ hội tiếp cận cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam với các doanh nghiệp của Mỹ. Khi doanh nghiệp Mỹ gặp các doanh nghiệp Việt Nam và chuỗi cung ứng Việt, họ sẽ cân nhắc đầu tư, kinh doanh. Điều cần thiết nhất bây giờ là tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai bên gặp gỡ, liên kết, nắm được thông tin từ hai phía, thúc đẩy phát triển khối doanh nghiệp tư nhân. Với sự hợp tác tốt của chính phủ và doanh nghiệp hai nước, về đầu tư, đến năm 2020, Hoa Kỳ xếp thứ 11 trên 135 quốc gia và vùng lãnh thổ có nhiều dự án FDI tại Việt Nam. Cùng những thỏa thuận hợp tác mới, các doanh nghiệp hai nước sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế toàn diện trong thời gian tới. Trong khuôn khổ chương trình làm việc của Đại hội đồng IPA 42, sáng nay các đoàn đại biểu Quốc hội các nước thành viên đã tham dự cuộc họp Ủy ban tổ chức IPA. Tại cuộc họp, các bên cùng thảo luận về nhiều vấn đề như báo cáo tài chính năm 2020-2021, dự toán ngân sách 2021-2022, công nhận quan sát viên, thiết lập đối thoại IPA-EP, vinh danh trao giải công hiến xuất sắc IPA, cũng như chọn nước chủ nhà cho IPA 43. Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam thống nhất với báo cáo tài chính năm 2020-2021, dự toán ngân sách 2021-2022, báo cáo thường niên Ban Thư ký 2020-2021, cũng như thống nhất với các đề xuất của Ban Thư ký IPA về sửa đổi quy chế IPA và hướng dẫn quy trình thủ tục đăng cai tổ chức Đại hội đồng IPA. Về việc công nhận 3 quan sát viên IPA gồm Ukraine, Pakistan, Georgia, Việt Nam ủng hộ song đề nghị các bên cân nhắc thêm, tính đến tính hiệu quả thiết thực, ưu tiên những đối tác đang có hợp tác tích cực với ASEAN và IPA. Đối với việc hướng dẫn và quy trình đối thoại IPA-ASEAN, Việt Nam nhất trí song kiến nghị cần nghiên cứu và tham vấn thêm để tìm ra cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp giữa IPA và ASEAN phù hợp hơn. Việt Nam cũng nhất trí thông qua quy định và thủ tục hội nghị nghị sĩ trẻ IPA, sáng kiến thiết lập đối thoại IPA-EP của Ban Thư ký IPA. Các cơ chế đối thoại riêng ngoài khuôn khổ Đại hội đồng cũng là một hình thức đưa quan hệ hợp tác giữa IPA và EP vào chiều sâu thực chất, song hành với sự phát triển của quan hệ đối tác ASEAN-EU. Sau khi thảo luận và thông qua việc vinh danh trao giải cống hiến xuất sắc IPA, nghị quyết về ghi nhận những đóng góp của Ngài Pehin Dato Abdulrahman Taib với tư cách là Chủ tịch IPA, nhiệm kỳ từ tháng 9 năm 2020 đến khi kết thúc Đại hội đồng IPA 42, phiên họp thống nhất Đại hội đồng IPA 43 sẽ được tổ chức tại Campuchia vào năm 2022. Thưa quý vị, từ nhân dân vì nhân dân mà chiến đấu, đó là ý chí, là phương châm hành động của bao thế hệ cán bộ chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam trong hơn 7 thập kỷ qua. Và đó cũng là những tư tưởng xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp kể từ những ngày đầu thành lập quân đội. Cả một đời phấn đấu hành động vì nhân dân, Đại tướng Võ Nguyên Giáp không chỉ gắn liền với những mốc son của lịch sử Việt Nam, với những kỳ tích của lịch sử quân sự thế giới, hình ảnh của người còn hết sức tự nhiên, thấm sâu vào tâm hồn mỗi người con đất Việt, người là đại tướng của nhân dân. Từ khu rừng này, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam đã ra đời. Chỉ gồm 34 chiến sĩ khi thành lập, phần nhiều không được đào tạo bài bản về quân sự và trang bị hết sức thô sơ. Song đội quân ấy được trang bị một mục tiêu có thể tạo nên sức mạnh vô địch, vì nhân dân, vì hòa bình. Đội quân ấy đã cùng dân tộc giành lại độc lập sau hàng chục năm nô lệ, lần lượt đánh bại những đế quốc thực dân sừng sỏ trên thế giới. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả, người chỉ huy cao nhất đã không ngừng hành động để đội quân ấy đạt được những mục tiêu khi thành lập của mình. Cũng bởi thế mà người được suy tôn là vị tướng của nhân dân. Là một vị tướng của tất cả các vị tướng của quân đội. Và hơn nữa, cái mà có lẽ sâu đậm nhất là một vị tướng của nhân dân. Có lẽ cái từ ấy là bao hàm được
cái nội hàm nó đầy đủ nhất. Mệt một vị tướng lĩnh. Trong suốt cuộc đời mình, cái tên Võ Nguyên Giáp gắn liền với biết bao chiến công hiển hách. Người từng đánh bại những vị tướng hàng đầu của các cường quốc hàng đầu, được vinh danh là danh nhân quân sự thế giới. Thế nhưng đó không phải là đích đến trong cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tôi sống ngày nào cũng là vì đất nước ngày đó. Đó mới chính là tâm niệm, là lẽ sống của Đại tướng. Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết. Mình dựa vào dân thì thắng, có dân thì có tất cả. Nghệ thuật chiến tranh nhân dân, nghệ thuật xây dựng quân đội nhân dân chính là những di sản to lớn mà Đại tướng để lại cho dân tộc Việt Nam. Đây vừa là nền tảng lý luận, vừa là công cụ thực tiễn để dân tộc Việt Nam bảo vệ nền độc lập của mình. Không những thế, dù trên bất kỳ cương vị nào, Đại tướng cũng luôn quan tâm và có những đóng góp quan trọng nhằm thúc đẩy sự phát triển của quốc gia vì lợi ích của dân tộc. Khi các cái khách nước ngoài đến thăm rất ngưỡng mộ và đánh giá cao công trạng thành tích của Đại tướng, thì Đại tướng nói rằng công trạng thành tích đó là của nhân dân, của cán bộ chiến sĩ toàn quân, do Đảng và Bác Hồ lãnh đạo. Tôi chỉ là một hạt cát trong đại dương mênh mông. Cho nên Đại tướng không bao giờ nhận cái thành tích chiến công về mình, mà xem đó là cống hiến của nhân dân. Như một lẽ tự nhiên, những người con đất Việt luôn dành cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã cả đời hành động và đấu tranh vì quyền lợi và tự do cho dân tộc mình, sự kính trọng và mến yêu sâu sắc. Chiến công của Đại tướng là chiến thắng của nhân dân, trí tuệ của Đại tướng là đỉnh cao trí tuệ của nhân dân, và sự nghiệp của Đại tướng là độc lập, tự do của nhân dân. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, 25 tháng 8 1911, 25 tháng 8 2021, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn sách Đại tướng Võ Nguyên Giáp, huyền thoại Việt Nam. Cuốn sách là lời tri ân sâu sắc của những người làm công tác lưu trữ, đang trực tiếp bảo quản hàng nghìn những tài liệu quý giá về Đại tướng, qua đó giúp công chúng hiểu hơn về nhân cách, con người của vị tướng huyền thoại. Cuốn sách gồm 5 phần khắc họa chân dung Đại tướng từ khi người sinh ra đến khi trở thành vị tướng lỗi lạc, với những đóng góp vĩ đại cho sự nghiệp chiến đấu và xây dựng đất nước. Để có được một cuốn sách sinh động hàng trăm trang, ban biên soạn đã lựa chọn từ hàng nghìn tài liệu đang bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3, kết hợp cùng các tài liệu, hình ảnh từ các bảo tàng trên khắp cả nước, từ gia đình, bạn bè và những nhà nghiên cứu về Đại tướng. Trong đó điểm nhấn là những hoạt động của người khi giữ cương vị là Bộ trưởng đầu tiên của Bộ Nội vụ, với nhiều sắc lệnh, văn bản góp phần xây dựng chính phủ lâm thời của nhân dân. Đặc biệt, cuốn sách còn công bố nhiều tài liệu từ cơ quan lưu trữ quốc gia Pháp và Mỹ, qua đó góp phần phác họa một cách khách quan về hình tượng vị tướng vĩ đại không chỉ của nhân dân Việt Nam mà mang tầm cỡ thế giới. Những cái tài liệu mà do lưu trữ Hoa Kỳ cung cấp thể hiện cái vai trò, vị trí của Đại tướng Võ Nguyên Giáp lúc còn là Bộ trưởng Bộ Nội vụ, và trong những khi mà thiết lập các cái hoạt động ngoại giao của nhà nước ta với Hoa Kỳ ở thời điểm năm 1945, cũng như một loạt những cái hình ảnh hoạt động của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà xuyên suốt cái quá trình giữ các cái vị trí vai trò khác nhau và làm việc trong các cái cơ quan. Cuốn sách được ra mắt cũng chính là việc làm thiết thực của những người làm công tác lưu trữ nói riêng trong việc phát huy giá trị của các tài liệu vô giá, đồng thời cũng là sự tri ân sâu sắc của cán bộ nhân viên ngành nội vụ đối với vị tư lệnh đầu tiên của ngành. Rất là mong muốn sẽ được mang đến cho công chúng những cái góc nhìn về một cái vị lãnh đạo đảng, nhà nước thông qua cái công việc hành chính của cụ, thông qua các cái vị trí quan trọng, ví dụ như là Bộ trưởng Bộ Nội vụ đầu tiên, như là một cái cách để hoàn thiện hơn một cái bức tranh về một con người lỗi lạc. Cùng với việc biên soạn sách, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 còn đang gấp rút chuẩn bị triển lãm để công chúng có thể tiếp cận khối tài liệu đồ sộ về Đại tướng bằng nhiều hình thức khác nhau. Triển lãm dự kiến sẽ được tổ chức trong thời gian sớm nhất. Trong phần tin tiếp theo, hơn 73% người trên 18 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh đã được tiêm vaccine. VKB dự báo kinh tế Việt Nam tăng trưởng khoảng 4,8%. Thưa quý vị, sau đây là những thông tin cập nhật về tình hình dịch bệnh COVID-19 mới được công bố tại địa phương và thông tin tiêm chủng trên cả nước, ghi nhận từ Bộ Y tế.
Tính từ 18 giờ ngày 24 tháng 8 đến 11 giờ ngày 25 tháng 8, thành phố Hà Nội ghi nhận 4 ca dương tính mới, trong đó có 2 ca tại cộng đồng và 2 ca trong khu vực cách ly. Về tình hình điều trị và tiêm chủng trên cả nước, theo cập nhật từ Bộ Y tế, tính từ ngày 27 tháng 4, đã có 159.501 trường hợp điều trị khỏi bệnh. Cả nước có 17.647.353 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, toàn dân hãy thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K gồm khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Đồng thời, tiêm vaccine phòng COVID-19 khi đến lượt và chủ động ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh. Từ 0 giờ ngày 25 tháng 8 đến 0 giờ ngày 8 tháng 9, thành phố Cần Thơ tiếp tục áp dụng thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Trong ngày hôm qua, thành phố Cần Thơ ghi nhận thêm 28 ca nhiễm COVID-19 mới. Đây là ngày thứ tư liên tiếp số ca F0 của Cần Thơ giảm sâu và cũng là ngày có số ca nhiễm mới ghi nhận ít nhất kể từ ngày 11 tháng 8 đến nay. Thành phố Cần Thơ sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp để thực hiện hiệu quả giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19, bảo đảm cuộc sống cho người dân. Còn tại Đà Nẵng, sau ngày 26 tháng 8, thành phố vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách mức độ cao, tuy nhiên bổ sung các biện pháp mới được phân theo từng khu vực, tùy theo mức độ khả năng lây nhiễm. Đối với vùng nguy cơ rất cao, thực hiện cách ly tuyệt đối. Đối với vùng nguy cơ thấp, sẽ áp dụng chỉ thị 05 của thành phố. Riêng vùng nguy cơ và nguy cơ cao vẫn áp dụng biện pháp ai ở đâu ở yên đó, tuy nhiên có nới lỏng một số hoạt động. Ngoài ra, tại vùng nguy cơ và nguy cơ cao, đối với doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, cho phép hoạt động trở lại với điều kiện bảo đảm 3 tại chỗ và không quá 30% công suất. Đối với các cơ quan đơn vị đang tạm dừng hoạt động, được phép bố trí 3 người để giải quyết công việc liên quan đến hành chính, tài chính. Kỳ họp thứ 2 Hội đồng Nhân dân TP.HCM khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026 đã thông qua nghị quyết về giảm chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức trong 6 tháng cuối năm 2021 để hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19. Tại kỳ họp thứ 2, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM đã thông qua nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc khu vực quản lý nhà nước, tổ chức chính trị xã hội và đơn vị sự nghiệp công lập do TP.HCM quản lý. Theo đó, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập sẽ giảm từ 1,2 xuống 1 so với tiền lương theo ngạch bậc chức vụ trong 6 tháng cuối năm 2021, ngoại trừ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế và cán bộ, công chức, phường, xã, thị trấn. Kỳ họp cũng thông qua chính sách đặc thù hỗ trợ động viên lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là ngành y tế, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường. Một tin vui trong thời gian thực hiện siết chặt chỉ thị 16 tại TP.HCM, đó là thành phố đã vượt chỉ tiêu đề ra trong việc thực hiện tiêm vaccine COVID-19 mũi 1 cho dân số trên 18 tuổi với tỷ lệ là 73,5%. Sở Y tế TP.HCM cho biết, trong ngày 23 tháng 8, ngày đầu tiên thực hiện siết chặt chỉ thị 16, TP.HCM đã tiêm được 48.891 mũi vaccine COVID-19. Chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 đợt 5 của TP.HCM tính từ ngày 22 tháng 7 đến thời điểm hiện tại, TP.HCM đã tiêm được hơn 5,5 triệu người, trong đó gần 5,3 triệu người được tiêm mũi 1, chiếm tỷ lệ 73,5% người trên 18 tuổi, và hơn 210.000 người được tiêm mũi 2, chiếm tỷ lệ 2,9% người trên 18 tuổi. Cũng trong đợt này, thành phố sẽ tổ chức tiêm vaccine lưu động ở các vùng có nguy cơ cao, khu vực bị phong tỏa cho người dân. Bộ Công an đang phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội triển khai thí điểm hệ thống quản lý tiêm chủng e-vaccine tại điểm tiêm chủng Bệnh viện Đa khoa Sanh Pôn. Bước đầu, những tính năng ưu việt của hệ thống đã góp phần quan trọng trong công tác quản lý và đẩy mạnh tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Người dân có thể sử dụng phần mềm e-vaccine được cài đặt trên điện thoại máy tính. Để đăng ký nhanh bằng cách quét mã QR trên căn cước công dân gắn chip là có thể hoàn thành kê khai đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19 với đầy đủ thông tin và lịch đăng ký. Người dân cũng có thể chủ động được việc chọn địa điểm tiêm trên hệ thống e-vaccine. Có thể rút ngắn quá trình trong cái thời gian kê khai của công dân. Cái thứ hai, trong quá trình thực hiện thì các bác sĩ, các y tá hoặc các cán bộ y tế sẽ rút ngắn được quá trình trong cái khám sàng lọc cũng như theo dõi sau tiêm, rút ngắn thời gian trong quá trình triển khai tiêm chủng. E-vaccine hiện cũng là hệ thống được phát triển toàn diện các chức năng trong quá trình tiêm chủng với hai phân hệ chính gồm phục vụ nhân dân và phục vụ cán bộ y tế trong việc quản lý tiêm và theo dõi sau tiêm.
Hệ thống phần mềm sẽ hỗ trợ người dân quản lý, theo dõi những cái phản ứng bất lợi sau tiêm một cách toàn diện nhất. Để khi người dân có những cái phản ứng bất lợi thì tất cả những thông tin đó sẽ được chuyển về một cái trung tâm đầu não để mà giải quyết kịp thời, tư vấn cũng như hỗ trợ người dân một cách kịp thời. Phần mềm này cũng được tích hợp với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, qua đó bảo đảm tính xác thực, bảo mật cao nhất cho toàn bộ dữ liệu tiêm chủng của người dân. Kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư để xác minh thông tin của người dân và tạo cho người dân một cái QR code để khi mà đến thực hiện khai báo và đặt lịch hẹn tiêm chủng, đến nơi tiếp nhận thì không phải chờ lâu. Sau thời gian thí điểm, Bộ Công an sẽ tiến tới chính thức triển khai hệ thống tại các điểm tiêm chủng trên toàn quốc. Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa có công văn khẩn gửi các cơ quan hữu quan về việc hỗ trợ thông quan vaccine COVID-19 của Pfizer. Trong năm nay, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương sẽ nhận trên 31 triệu liều vaccine Pfizer, đề nghị các cơ quan hỗ trợ bảo đảm duy trì nhiệt độ âm sâu theo quy định trong suốt quá trình vận chuyển, thông quan nhanh nhất cho lô vaccine để không ảnh hưởng đến chất lượng. Đặc biệt, Viện khuyến cáo không mở kiểm thực tế hàng hóa, trừ trường hợp khẩn cấp. Trường hợp bắt buộc phải mở kiểm tra, cần phải bảo đảm tổng thời gian mở không quá 3 phút. Dự kiến trong tuần này sẽ có một lô vaccine Pfizer về Việt Nam. Thưa quý vị, trong báo cáo điểm lại cập nhật tình hình kinh tế Việt Nam kỳ tháng 8/2021 vừa được Ngân hàng Thế giới WB công bố, tổ chức này nhận định nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm 2021. Ngân hàng Thế giới WB nhận định trong bối cảnh bất định trên toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì tăng trưởng trong nửa đầu năm 2021, nhưng hiện tại đang phải đối mặt với những rủi ro nghiêm trọng, nhất là từ đợt dịch COVID-19 bùng phát cuối tháng 4 năm 2021. Theo dự báo của WB, nền kinh tế Việt Nam có thể tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm 2021 và hướng dần về tốc độ tăng trưởng trước đại dịch ở mức từ 6,5% đến 7% từ năm 2022 trở đi. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký quyết định 1425 ngày 24 tháng 8 2021, chỉ định các cơ quan đầu mối để triển khai thực hiện Hiệp định Thương mại Tự do giữa Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland UKVFTA. Trong các cơ quan đầu mối triển khai thực hiện Hiệp định UKVFTA, Bộ Công Thương là cơ quan đầu mối chung, có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung về điều khoản chung về các vấn đề phòng vệ thương mại, rào cản phi thuế quan, chính sách cạnh tranh và độc quyền. Các Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm phối hợp cùng Bộ Công Thương để thực hiện các nội dung tùy theo chuyên ngành, vấn đề Bộ phụ trách. Trong quá trình triển khai thực thi hiệp định, trường hợp cần điều chỉnh để phù hợp với tình hình thực tế, Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương dẫn số liệu thống kê từ Cơ quan Thống kê Châu Âu cho biết nhập khẩu quả xoài, ổi, măng cụt của EU tăng dần qua các năm trong giai đoạn năm 2016-2020. Bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm 2020, EU nhập khẩu mặt hàng này tăng mạnh cả về lượng và trị giá, đạt 665,4 nghìn tấn với trị giá 1,1 tỷ euro, tăng 8,5% về lượng và tăng 6,5% về trị giá so với năm 2019. Việt Nam là thị trường cung cấp quả xoài, ổi, măng cụt lớn thứ 31 cho EU. Thị phần quả xoài, ổi, măng cụt của Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu của EU tăng. Tuy nhiên, tỷ trọng nhập khẩu từ Việt Nam mới chỉ chiếm 0,4% tổng lượng nhập khẩu của EU. Thông tin từ Tổ chức Lao động Quốc tế ILO cho biết, Cổng Trung tâm Thông tin Dệt may Châu Á vừa chính thức được ra mắt. Cổng Trung tâm Thông tin Dệt may Châu Á sẽ giúp phổ biến, nhân rộng các thực hành tốt, thúc đẩy quan hệ đối tác, tạo điều kiện học hỏi và trao đổi kinh nghiệm, đồng thời truyền cảm hứng hành động để các bên liên quan cùng giải quyết những thách thức trọng yếu của ngành. Nền tảng này hướng tới các nhà sản xuất, nhãn hàng, tổ chức công đoàn, người sử dụng lao động, hiệp hội và đối tác phát triển, cũng như các nhà báo, xã hội, dân sự, nhà hoạch định chính sách và cá nhân cùng mong muốn một tương lai bền vững hơn cho ngành. Sản lượng phát của nhiệt điện than và dầu chiếm tỷ lệ 51% trên tổng số của tất cả các loại hình nguồn phát. Các thông số giá than nhập khẩu và giá dầu thế giới đã và đang tác động rất lớn đến chi phí mua điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam đối với các nhà máy cung cấp. So với cùng kỳ năm 2020, chi phí mua điện của EVN năm 2021 tăng tới 16.600 tỷ đồng.
Theo số liệu thống kê của EVN, giá than nhập khẩu bình quân tháng 7 tăng 17,5% so với số liệu bình quân tháng 6 năm 2021, tăng 51,8% so với số liệu bình quân thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 250% so với số liệu bình quân thực hiện năm 2020. Giá dầu HFSO bình quân tháng 7 tăng 23% so với bình quân thực hiện 6 tháng đầu năm 2021 và tăng 68,3% so với số liệu thực hiện bình quân năm 2020. Đến thời điểm hiện nay, diễn biến giá nhiên liệu thế giới cho thấy xu hướng tăng và khó dự báo trong các tháng cuối năm 2021. Chuyển sang phần tin quốc tế, Algeria cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc. 80 triệu người châu Á lâm vào cảnh nghèo cùng cực do Covid-19. Thưa quý vị, Ngoại trưởng Algeria Ramtane Lamamra cho biết nước này đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Maroc do những hành động thù địch của quốc gia láng giềng. Ngoại trưởng Algeria Lamamra thông báo nước này đã quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Vương quốc Maroc từ ngày 24 tháng 8. Tuy nhiên, các cơ quan lãnh sự của hai nước vẫn hoạt động bình thường. Quan hệ giữa Algeria và Maroc đã căng thẳng từ nhiều thập niên qua, chủ yếu liên quan đến vấn đề chủ quyền vùng lãnh thổ Tây Sahara và khu vực biên giới giữa hai nước láng giềng đã bị đóng từ năm 1994. Tuần trước, Algeria cho rằng các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại nước này do các nhóm bị Algeria coi là khủng bố gây ra, trong đó có một nhóm bị cáo buộc là được sự hậu thuẫn của Maroc. Trước đó, quốc vương Maroc Mohamed VI đã kêu gọi cải thiện quan hệ với Algeria. Đại dịch COVID-19 đã đẩy khoảng 80 triệu người ở khu vực châu Á lâm vào cảnh đói nghèo cùng cực trong năm 2020. Điều này đe dọa làm chệch hướng tiến độ đạt được các mục tiêu toàn cầu nhằm giải quyết tình trạng nghèo đói vào năm 2030. Trong báo cáo quan trọng về khu vực, Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB ước tính tỷ lệ người nghèo cùng cực ở khu vực châu Á, những người có mức sống chưa tới 1,9 đô la Mỹ một ngày, đã giảm từ mức 5,2% của năm 2017 xuống còn 2,6% khi chưa bùng phát dịch COVID-19. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng y tế do đại dịch gây ra có thể đã khiến tỷ lệ người nghèo theo ước tính tăng khoảng 2% trong năm 2020. Con số này thậm chí có thể cao hơn nếu xét đến tình trạng bất bình đẳng trong các lĩnh vực như y tế, giáo dục và gián đoạn công việc vốn đã gia tăng do đại dịch COVID-19. Trong 46 nền kinh tế đang phát triển và 3 nền kinh tế phát triển là thành viên của ADB, chỉ có khoảng 25% ghi nhận tăng trưởng kinh tế trong năm 2020. Thủ tướng New Zealand quyết định gia hạn lệnh phong tỏa nghiêm ngặt chống dịch COVID-19 trên toàn quốc thêm 4 ngày nữa, bởi đợt bùng phát dịch hiện nay được cho là chưa lên tới đỉnh điểm. Đợt phong tỏa lần này của New Zealand bắt nguồn từ chỉ một ca bệnh được phát hiện vào tuần trước. Tuy nhiên, theo giới chuyên gia, đối với dịch COVID-19, nhất là với biến thể Delta, không có hành động kiểm soát dịch bệnh nào là quá sớm, bởi thực tế cho thấy diễn biến dịch vô cùng khó lường. New Zealand vốn được đánh giá là quốc gia kiểm soát tốt đại dịch COVID-19 khi chỉ có 26 ca tử vong trên tổng số 5 triệu dân. Việc một ca nhiễm COVID-19 được phát hiện vào tuần trước đặt dấu chấm hết cho 6 tháng không có ca mắc trong cộng đồng nào tại nước này. Chỉ trong vòng một tuần, New Zealand đã phát hiện 107 ca mắc. Chính phủ New Zealand đang cân nhắc khả năng gia hạn lệnh phong tỏa toàn quốc cấp độ 4 sau khi ghi nhận 40 ca mắc mới trong cộng đồng vào ngày hôm nay. Còn tại Indonesia, chính quyền thành phố Jakarta bắt đầu chương trình tiêm chủng ngừa COVID-19 có tính phí dành cho người nước ngoài. Mỗi người nước ngoài phải trả gần 49 đô la Mỹ cho một liều vaccine nếu muốn tiêm phòng. Loại vaccine được sử dụng cho chương trình này là vaccine của hãng dược Sinopharm của Trung Quốc. Chính quyền thành phố Jakarta cam kết cung cấp 1.000 liều vaccine mỗi ngày cho các đối tượng này và hiện có 356 người đã đăng ký tiêm. Để tham gia chương trình tiêm chủng có tính phí, người nước ngoài phải xuất trình hộ chiếu và thẻ cư trú tạm thời, đồng thời đăng ký trước qua trang web của Kadin. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc, những người nhiễm biến thể Delta có tải lượng virus cao gấp 300 lần so với phiên bản gốc của virus SARS-CoV-2. Mặc dù vậy, tải lượng virus giảm dần theo thời gian. Theo đó, sau 4 ngày kể từ ngày nhiễm, sẽ giảm xuống mức cao gấp 30 lần virus gốc và sau 9 ngày xuống mức cao gấp hơn 10 lần. Đặc biệt, sau 10 ngày, tải lượng virus ở người nhiễm biến thể Delta và người nhiễm các biến thể khác là tương đương. Để đưa ra kết luận này, các nhà nghiên cứu đã tiến hành so sánh tải lượng virus của 1.848 bệnh nhân nhiễm biến thể Delta và hơn 22.000 bệnh nhân nhiễm các biến thể khác. Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.